Trong chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội sẽ tạo điều kiện cho người bán hàng rong vào trong chợ Thanh Xuân Bắc buôn bán miễn phí trong 3 tháng đầu. Tuy nhiên, để các hộ kinh doanh buôn bán về đây yên tâm làm ăn được lâu dài, thì các cấp chính quyền quận Thanh Xuân vẫn còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Để tạo sinh kế cho người dân khi không còn được kinh doanh ngoài vỉa hè, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã đề ra chủ trương cho phép người dân vào buôn bán tại Trung tâm Dịch vụ Thương nghiệp và chợ Thanh Xuân. Kèm theo đó là không thực hiện thu phí chỗ ngồi trong 3 tháng, giúp người dân bước đầu ổn định các hoạt động kinh doanh tại đây. Sau khi mà cái việc trật tự lòng đường vỉa hè được thiết lập, thì một số hộ dân kinh doanh buôn bán ngoài vỉa hè lòng đường, và cụ thể chúng ta nói là có thói quen buôn bán ngoài lòng đường, chiếm dụng lòng đường để kinh doanh, mà chúng ta cũng gọi là bán hàng rong, thì không còn chỗ kinh doanh nữa. Để tạo cái kế sinh nhai và ổn định an toàn xã hội và đảm bảo cái an sinh xã hội, thì quận chúng tôi cũng thực hiện một cái chủ trương, nghĩa là dành sắp xếp một phần diện tích chợ Thanh Xuân Bắc cũng như là các chợ khác trên bản quận, thì để dành cái diện tích cái chỗ ngồi kinh doanh buôn bán cho cái các hộ kinh doanh mà thực hiện cái bán hàng rong ngoài vỉa hè lòng đường để vào kinh doanh trong chợ. Hiện nay, Ban Quản lý chợ Thanh Xuân đã thực hiện kẻ vẽ chia ô tại các dãy bố trí thêm chỗ ngồi, đồng thời đã bố trí diện tích tại 29 quầy còn trống, với diện tích mỗi quầy từ 3 đến 4m2. Trong trường hợp số lượng các hộ hàng rong vào chợ kinh doanh vượt quá số ô quầy bố trí trên, quận Thanh Xuân sẽ sắp xếp vào tầng 1 tòa nhà trung tâm dịch vụ thương nghiệp của chợ, có diện tích khoảng 200m2. Những cái số mà ô quầy theo ngành hàng ấy nằm rải rác trong các ngành hàng là có 29 quầy là chưa có người thuê, nằm rải rác trong các ngành hàng. Còn những cái hộ mà bán hàng rong, chúng tôi cũng sắp xếp một khu riêng để các hộ bán hàng rong vào. Hiện tại bây giờ là có hơn 30 quầy hàng rong và một ô là 60m2, thì các hộ vào thì cũng sẽ sắp xếp vào đấy. Còn nếu như mà số hộ mà vào trong chợ mà vượt quá so với lại những cái mà chúng tôi, những cái ô chúng tôi đang có, thì chúng tôi sẽ sắp xếp vào cái tòa nhà trung tâm thương mại này ở tầng 1. Tuy nhiên, cũng trong quá trình thực hiện và tuyên truyền vận động tới người dân thực hiện chủ trương này, các hộ kinh doanh cho rằng Ban Quản lý chợ Thanh Xuân cũng như chính quyền quận nên có những cải thiện cần thiết về cơ sở vật chất, đường xá đi lại thuận tiện hơn. Thì phải cải tạo cho nó đồng hòa một tí, mưa gió dân đỡ phải ngập, để người ta vào có thể người ta mua bán cho người ta bán hàng, người ta kiếm sống được. Bây giờ động mưa cái là ngập ùm đến đùi gối nước. Người ta quay xe ra, người ta không mua nữa. Thì các bác không bán được mấy nên các bác cũng không biết thế nào được, vì là đi bây giờ nó đi ít quá lắm. Bây giờ mà vào trong chợ thì không bán được, thật sự thế. Là một trong những quận đầu tiên tại Hà Nội thực hiện thí điểm cho người dân kinh doanh vỉa hè vào chợ hoạt động buôn bán, chính quyền quận Thanh Xuân đã được người dân ủng hộ. Tuy nhiên, để làm tốt và nhân rộng được mô hình này thì rất cần sự phối hợp chặt chẽ, thực chất hơn nữa giữa các cơ quan quản lý nhà nước và người dân, đặc biệt là việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng, qua đó mới giải được bài toán sinh kế cho người dân. Đồng thời cũng cần làm tốt việc thực hiện kỷ cương, văn minh, trật tự và mỹ quan đô thị. Cầm trên tay hai tấm bằng cao đẳng, nhưng sau một thời gian dài ra trường, Cơ Sa-xin không tìm được công việc đúng với ngành mình đã học. Anh quyết định khởi nghiệp bằng 1,4 mẫu cà phê Arabica của bố mẹ chi cho. Mặc dù